Vân Tương Truyện, Trần Hiểu và Mao Hiểu đồng nhận quả ngọt sau 10 năm tái hợp. Mới đây mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu đồng đóng chính đã nhận quả ngọt khiến dân tình phấn khích. Mới đây mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu Mao Hiểu đồng đóng chính mở đào ban với 7.4 điểm và hơn 24.000 lượt vớt. Đây là thành tích khá tốt cho dự án cổ trang. Được biết Vân Tương Truyện đã phát sóng được 2/3 chặng đường. Ngay từ những tập đầu lên sóng, bộ phim đã nhận nhiều đánh giá tích cực từ người xem do màn kết hợp của cặp đôi chỉnh khá ăn ý. Bộ phim hội tụ nhiều yếu tố trở thành bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay và đáng xem trong năm nay, được kỳ vọng làm sống lại dòng phim võ hiệp. Phim có đa dạng nội dung như kiếm hiệp, giang hồ, tình cảm và trinh thám, đầu tư lớn về cốt truyện kỹ xảo và soạn cát cường tay. Bên cạnh đó có thêm những tình tiết phá án tạo nên sức hấp dẫn. Bên cạnh đó, Vân Tương Truyện là cuộc hội ngộ sau 7 năm của cặp đôi Dương Quá Trần Hiểu và Quách Phù Mai Hiểu Đồng. Vân Tương Truyện là dự án chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Môn Công Tử của tác phẩm Phương Bạch Vũ. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Vân Tương Trần Hiểu, một đệ tử của Vân Đài, và hành trình bước ra giang hồ sau 10 năm khổ luyện. Trong quá trình đó, Vân Tương gặp Thư Án Nam Mao Hiểu Đồng, một nữ tử tinh danh thông minh và lanh lợi. Cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau phá án, điều tra về một vụ thảm án. Vân Tương tìm ra sự thật kinh hoàng có liên quan tới Vân Đài và quyết định đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim, ngay cả khi phải trả giá bằng cả tính mạng.